Ford Focus thế hệ hiện tại đã lần đầu tiên chỉnh làng vào hồi tháng 4 năm 2018. Sau 4 năm, mẫu xe hạng C này chuẩn bị được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Những hình ảnh được đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã chứng tỏ điều đó. Qua những hình ảnh này, có thể thấy Ford Focus 2022 có cả phiên bản hatchback, sedan, Sline và S-Edition thể thao. Dù ở phiên bản nào, Ford Focus 2022 cũng có thiết kế đầu xe mới. Cụ thể, Ford Focus 2022 được bổ sung cụm đèn pha mới với thiết kế thanh mảnh và sắc sảo hơn trước. Cụm đèn pha này nối liền với lưới tản nhiệt rộng hơn thay vì tách riêng như cũ. Bên dưới là hốc gió trung tâm đi kèm mắt lưới hình tổ ong, tương tự lưới tản nhiệt. Ngay cả thiết kế cản trước và hốc đèn sương mù ở hai góc đầu xe cũng đã được làm mới. Khác với đầu xe, thiết kế bên sườn và phía sau của Ford Focus 2022 gần như giữ nguyên, trừ vành la răng hoặc cản sau. Hai bản Sline và S-Edition sẽ đi kèm logo riêng. Ngoài ra, Ford Focus S-Edition 2022 còn có bộ vành cá nhân hóa hơn, cánh gió đuôi màu đen và họa tiết trang trí riêng trên thân xe. Sự thay đổi quan trọng nhất của Ford Focus 2022 tại thị trường Trung Quốc chính là động cơ. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, mẫu xe hạng C này sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít mới, tạo ra công suất tối đa 177 mã lực. Hiện giá xe Ford Focus 2022 và thời điểm trình làng tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được hé lộ. Tại thị trường Trung Quốc, Ford Focus cũng đã qua thời hoàng kim. Trong năm 2021 vừa qua, hãng Ford chỉ bán được tổng cộng 22.857 chiếc Focus cho khách hàng Trung Quốc. Con số này thấp hơn đáng kể so với kết quả 34.506 chiếc trong năm 2020 và 50.738 chiếc trong năm 2019. Trong quá khứ, mẫu xe này từng đạt doanh số lên đến 296.360 chiếc vào năm 2012, 403.640 chiếc vào năm 2013 và 391.781 chiếc vào năm 2014. Dự kiến, Ford Focus 2022 dành cho Trung Quốc sẽ có thiết kế và trang bị khác biệt so với xe ở thị trường nước ngoài. Ford Focus hiện đã bị khai tử tại một số thị trường trên thế giới như Bắc Mỹ, Úc, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, tại Việt Nam, Ford Focus đã bị ngừng lắp ráp và dừng bán ra từ năm 2019.